nay tôi có mặt tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Thì báo cáo quý vị là đây là căn nhà yến của hai vợ chồng cũng trẻ thôi, làm phóng viên của thành phố Bạc Liêu. Thì căn nhà này anh chị cũng làm khoảng vài năm rồi. Trước khi làm thì thường thường là phải kiểm tra lại báo lỗi của đồ. Tôi bảo anh là phải dọn hết cái này ra. Đấy, đã dọn hết cái này này, máy móc đây này. Đấy, để cho nó khô. Nên đăng ký về vệ sinh nhân viên nhé. Hôm nay mình là phải vệ sinh liên tục kiểm tra nhé. Trái tim của này yến. Vâng, và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục phải làm một những câu chuyện rất là quan trọng trong nhà yến này. Nhà yến này sẽ hệ thống nó dẫn đấy gần như không có đâu, nó mà có khó thì nó rất là sai, nên là chúng tôi sẽ phải làm hệ thống nó dẫn lại. Những cái lỗ này thì mình vấn đề lắm kệ đâu thôi nhé, tí thì em sẽ anh sẽ bằng cái này anh khoan lỗ ra thôi. Nhà này nó cũng làm vài lỗ cái gì cả, bên đây có điện hết rồi đúng không? Vâng, cũng được thôi, không có gì cả, cũng khỏe mắn mà. Đây lý do là chim nhà anh nó không tăng là do cái này nhé anh nhé, nha, do cái này này, do cái này là cái nhiệt là hàng ngày ban ngày đấy là nó ra nó vào liên tục cho anh, là cái nhiệt trực tiếp tại cái thời điểm mà trời mưa trời nắng rồi là như thế nào đó, nó thông qua cái nam gió nó nhảy vào trong nhà trực tiếp cho anh. Và buổi ban đêm ấy thì nó cũng là nhảy, ban ngày thì nó nhảy khí nóng, ban đêm thì nó nhảy khí lạnh, nên cái nhà này nó dao động nhiệt độ liên tục trong nhà như thế này, anh hiểu ý tôi nói không? Thế là vì chim nhà nó không ổn định được cái nhiệt độ của nó, ổn định tất cả những con chim như thế này nó vào nó gần như nhỉ, nó bị hành xác nó thôi, anh hiểu không? Các nhiều mà sao nó không tăng được luôn. Thế là vì những cái con này nó làm rất lâu năm rồi đấy. Đấy, nó cứ làm thôi, nó cứ làm riết thôi, mà cái tổ rất là nhỏ, không có nổi cái tổ to đâu nha, nhớ chưa? Đấy. Thì hôm nay là tôi sẽ giải quyết cho anh vài cái đồng hồ này, cho anh cái nhà yến này cho anh đau hết năm này sang năm khác nhé. Thì cái nhà yến này tôi sẽ phải làm lại cho anh hệ thống nó dẫn chim đấy, và là hệ thống khí thôi, rồi gửi lại vi sinh cho anh để anh xử lý cái nhà chim cho anh là nó ổn, rồi tôi sẽ làm lại cho anh một bộ ấm là ngon lành cho anh là được rồi. Đấy, tôi góc độ chúng tôi đi làm như này, nhận nhỏ này là giải cứu cho anh chịu tiền xăng xe đi lại công cán thở thuyền cho anh em loa đài dây dọ thôi. Ha, một về góc độ công ty thì có một chút lời nãi vào để chi phí và vận hành cho hệ thống công ty, chứ không có phải là đấy là nó có giải cứu. Còn nhà này nếu thực sự ra để tôi làm cho anh lên 100 tổ nữa thì anh phải hết khoảng tầm 80-90 triệu đến 100 triệu nha. Đấy, đấy là nói thật sự vì chi phí rất là xa mà nhà rất là nhỏ này, tôi không thể làm được điều đó nha. Sao để cho anh một cái chi phí hợp lý nhất cho tính toán tiền em mới xuống tính toán. Trên cộng đồng thì thực sự ra thôi thì những cái nhà nhỏ này thì công ty Yến Sở Đồng Vàng gần đến giải cứu là một cái giá là để sao chủ nhà chấp nhận được và cộng đồng chấp nhận được, và ngay bản thân tôi đi làm nghề cũng phải chấp nhận được cái giá như thế. Chứ còn thực sự ra chúng tôi cũng không phải là một cái đơn vị để chuyên gọi là hoạt động từ thiện, không phải như vậy. Chúng tôi mà như chỗ nào xuống là chưa xuống này. Và cái điều rất là đặc biệt chỗ này thì chủ khu chưa, nhà này nó có lại là vướng một cái chỗ này, đi chỗ này là rất là nguy hiểm, và tôi lại phải xử lý cái chỗ này nữa. Tí anh em nó phải cắt cái bớt cái tấm xi mo cái nhé anh nhé, cắt tấm xi mo ra để cho chim nó xuống rộng ra, để nó xuống tận đây nhé, mình không có tiếc được nhé anh nhé. Mình để cho chim nó xuống kìa, và lên trên đó tôi sẽ phân tích cho tại sao chỗ này nó không có chim, và chỗ này thì sẽ cắt rất là cực, nhưng mà tôi sẽ có chỗ này thì tôi sẽ có cách để tôi đưa con chim lên. Vì chỗ này quý vị thấy là chỗ này chỉ có 1 mét vuông thôi,
một mét vuông thôi mà bắt con chim đi trên cái kia xuống là cực kỳ khó. Nhưng mà tôi sẽ có cách để tôi mở cái lỗ trên kia thật to ra và cái khí dưới này lên thật mạnh lên thì chắc chắn con chim sẽ đi được bên đấy. Tôi sẽ mở kia to ra nhé, vì trên kia này làm thần giả mà. Đúng không? Làm thần giả thì tôi sẽ có cách để tôi giải phóng khí lên trên đó, và dưới này tôi cũng giải phóng khí dưới này, tôi tăng cường lượng khí dưới này lên nhá, rồi để cho nó tiếp tục là làm cái này thôi. Đi anh em mình lên đi. Đừng lên ta, đừng vào này. Sao ngôi nhà này nó không có chuẩn chỉ được. Đây là nó đường chim xuống đấy quý vị nha. Đây là chim xuống và chỗ này cũng làm đường chim xuống. Nhưng mà rất là may chỗ này ấy là mình đang làm một cái tấm sim bo nhá. Vì mình đang làm sim bo nên là tôi sẽ phải mở thêm sim bo ra cho anh. Nhá. Và thêm sim bo ra cho anh rồi để thông xuống. Thông chúng mở rộng cái này ra. Cầm mấy khoan lên khoan lỗ. Chân có điện rồi. Coi là loại trắng này không? Mang nó dẫn mang máy khoan lên để khoan lỗ để thông cho anh. Và chỗ này là để chim xuống thì tôi sẽ có cách để cho đi loa để con chim nó xuống đây. Hoặc là đôi khi có thể làm mở to hơn, rộng hơn chút xíu nữa. Đấy, nó đúng ra để chuẩn. Phần này không có đó nào luôn. Để chuẩn không có. À, chuẩn chỉ thì chỗ này là phải tháo ra để con chim nó xuống. Vì anh đâu cho chim xuống đây được đâu. Đúng không? Anh đâu có chim xuống được đâu. Đấy, khi anh ở mình xuống trong kia này nó đổ được rồi. Thấy không? Được chưa? Đấy, bây giờ anh em phải tháo này ra để cho chim vẫn nắp bách ở đây. Mình mua thêm một cách bạc nữa nha. Để tôi cho chim xuống. Tháo này ra, tháo gỗ ra nha. Phải thông, không thông không được nha. Đấy, đúng trùng vuông của anh phải làm đến tận hết cái chỗ này luôn. Anh hiểu ý tôi nói không? Gì đó. Rộng vậy đó, chứ không cần nghe. Mà bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi phải xử lý cái này, tháo cái này ra cho anh. Đưa sim bo xuống. Và chỗ này nếu trong trường hợp cần thiết, tôi thầm mở to này ra cũng chính tại nha. Đục thì cực khổ, nhưng mỗi một lần làm còn khó là phải chấp nhận với nhau nha. Vì trên đây nó quá nhỏ nên con chim không thể xuống được nha. Nên trên này và trong đây, những con chim xuống đây lần cái là không có luôn. Bởi vì anh bóp cổ chai cái này rồi nha. Nghe chưa? Đấy, anh thế nào là hình dung vậy là anh biết được từng khối lượng công việc chúng tôi làm rồi. Trong đây nó có một lỗ à, nhưng mà nhà này cũng được, không có gì hết. Vì cái tổng thể nhà này rất nhiều công việc trong ngày hôm nay. Rất nhiều công việc, anh phải mua nước này cũng được, là hai mười mấy này. Đúng rồi, tôi biết đâu. Cái này là anh đã đạt được nhiều vấn đề thì phải có rất nhiều vấn đề ở đây. Đấy, anh làm cái lỗ như thế này, đơn vị thiết kế làm cái lỗ như thế này thì sao là có sao có cái nhà yến thành công được anh. Không có phải cái nhà yến là thành công nhưng có lỗ như thế này đâu. Để biết tôi nói không? Không có đâu, nó phải to rộng, chùa cu phải rộng thắng đạo xuống được. Nó vô nhiều lắm mà sao nó không làm? Không, vì xuống nó không lên được anh. Yeah. Không lên được, nó xuống nó không lên được. Anh hiểu ý tôi nói không? Đấy, chỗ này mình đổ rất chắc chắn đúng không? Thì làm sàn thiệt đó. À, bây giờ thì sàn thiệt là tôi chết thôi. Bây giờ tôi làm không kiểu gì. Bây giờ tôi sẽ phải rỉa cái này ra. Rỉa cái này to to ra ngoài, cắt to ra ngoài. Thì tôi may là tôi kéo một chút xuống. Đấy, đấy là báo lỗi cho cái bên này đến đây. Tôi sẽ sim bo này rất là đơn giản, chúng ta tháo nó nhanh. Nhưng mà cái đồng bê tông thì cả vấn đề. Trên này mình có đổ không? Đổ lớp mỏng. À, đổ lớp mỏng nó hàng. Đổ giả thôi. Để đừng cho nó thấm, sợ mưa lọt. À, ok, cảm ơn ông chủ nhà đã tin tưởng tôi. Nhà này làm rất nhiều công đấy. Rất nhiều công. Có thể làm đến xuân đến ngày mai luôn đấy. À, một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành với công ty Yến Sào Đồng Vàng trong tất cả clip. Đây cũng là một clip mà những chủ yến bị sai lầm sau khi từ hôm thiết kế. Mặc dù bên cha ở tỉnh Bạc Liêu rất là nhiều chim như anh chủ nhà nói nhưng không ở được. Nó không ở được, lý do là như thế này đấy quý vị. Ông
cái lỗ chim xuống rất là thấp, tranh thủ chúng ta làm một cái gian để chúng ta tăng cường lần tổ. Nhưng thực tế là đâu có tổ đâu mà để làm để mà tăng cường lần tổ đâu, thì để cho con chim xuống quý vị. Và điều quan trọng nhất là tôi zoom cho quý vị các bạn chỗ này này, khi con chim nó bay vào đây này, lượng phân kinh khủng luôn đấy. Và tôi đã từng nói với tất cả clip là gì, lượng phân ở trên chuồng đảo ở trên và càng nhiều thì nhảy nó càng thất bại nha quý vị nha. Vâng, chim trên nó càng nhảy nó càng thất bại nhé. Vâng, một lần nữa tôi trân trọng cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày an lành, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi mình làm mỗi một ngày mình làm một điều tốt cho xã hội, cho cộng đồng, cho người thân của mình. Xin chân trân trọng cảm ơn quý vị. Đây là máy này, máy quan này. Đây. Và, okay.